Hello anh em buổi trưa nhá. Bữa nay nhắn rất nhiều anh em thần y, anh em thấy không? Đó thần y này. Anh em thần y này vừa làm mình sang con vừa làm FI nha anh em. Đó, thần y này tiếp tục ủng hộ 10 con Mobin ở trạng thái chịu hụt ga bỏ lửa nha anh em. Đó, anh em này thì chụp buji. Đấy, trời chuẩn bị đổ mưa thì anh em chuẩn bị những cái chụp buji và những cái buji cáp mobin IC 150 150 này mình được mở tua cho anh em nhé, đời 25 10 10 10 15 tới 18. Đấy, mình móc hết ở đây rồi. Rồi, dây vô loa. Đấy, cảm ơn tất cả những tấm lòng anh em. Và cái nước tẩy rửa này thì bây giờ nó chỉ còn cái chừng này thôi. Anh em nào hôm qua mua trước thì chúng ta có trước nha. Đấy thì hôm qua anh em 3 chai 2 chai thì em sẽ kiểm tra những toa hàng anh em nào đã lấy trước. Đó, cái này chúng ta sẽ tẩy lốc máy ở bên ngoài. Rồi còn không có thì ít bữa nữa em sẽ trả hàng cho mọi người nha. Đó, nhiều anh em cứ 2 chai, người 3 chai mới kèm theo cái nước tẩy rửa bên trong động cơ. Đó. Rồi 82 con tum chào 77, 72, 77 chào con tum. Đó thì anh em nào sau thì anh em nhận sau, cảm ơn mọi người. Rồi còn cái này nữa sẽ đi kèm anh em luôn. Đó, ngày mai tiếp tục hàng về khoảng 200 lít. Thì bây giờ nó còn chừng này thì em sẽ gửi chừng này cho mọi người. Đây. Đấy, những cái chai này thì cam đoan với mọi người mà mọi người mua về nhà mọi người tẩy rửa không trắng thì tất cả là hoàn tiền cho mọi người. Thế thôi. Đấy, tí nữa anh em sẽ kèm theo vào. Rồi chụp buji ở trời mưa. Bắt đầu tới buji này có chở loại 1 hàng VIP cho anh em. Đóng buji ở trạng thái mang vào cực kỳ là chặt. Anh em nào ủng hộ chụp vào buji thì cứ comment buji bao xài. Buji bao xài luôn nha anh em. Rồi anh em nào lên toa mùa mưa này chục cái, 20 cái đi. Ta lên chục, lên 20 luôn đi anh em. Mưa chuẩn bị đến rồi, thay cho khách hàng những buji này để người ta đi, để người ta cho đảm bảo. Đấy. Rồi, relay đề anh em có thể lắp cho tất cả những dòng xe Honda và xe tàu Mitsubishi hàng cực rẻ cho anh em. Về nhà lắp vào yên tâm. Mất công chạy ra phụ tùng chúng ta lại mua những cái cục này 35 ngàn. Về nhà lắp cho những cái dòng xe Lead SCR Attila chút xíu nó lại teo mất. Lưu Thắng chào anh trai. Đấy, toàn hàng rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị và anh em tự máy luôn hoàn bảo hộ. Rồi những anh em này lấy luôn này. Rồi gioăng chén xăng Honda và gioăng chén xăng của Si. Rồi van cắt gió của Si.
Thì van cắt gió để làm việc làm gì? Để cắt một đường gió khi chúng ta chạy ở vận tốc cao ở 6 đến 7.000 RPM. Thì lúc này chúng ta hạ đột ngột. Đấy, ok. Thì nhờ lúc này nhờ cái lực áp suất trong cổ hút rất lớn thì lúc này sẽ thắng được cái lực lò xo. Và lúc này sẽ đóng bớt đường gió vào trong bét phụ. Rồi, ở đây sẽ là 5 van cắt gió cho anh em những cái dòng xe Way 100, 110 có van cắt gió 5 cái và tất cả combo. Và hai bộ tài liệu về sửa chữa xe phu xăng điện tử ban bận. Và một tài liệu về chọt bình xăng con được hướng dẫn qua những clip video trong nhóm group Raro. Rồi, tất cả chúng ta lấy hàng, chúng ta vui lòng truy cập vào số điện thoại 0909 755 993. Cảm ơn tất cả anh em. Lưu Thắng chào anh trai, buổi trưa. Rồi, điện thoại đơ luôn rồi. Rồi, xin chào Sơn Nam. Chào toàn thể anh em thợ máy. Ok. Rồi, anh em nào cần SC Pro 2 giá cực rẻ. Đấy, về nhà có thể thay thùng nhất cầu lấy lại vốn thì anh em vui lòng liên hệ comment. Comment. Ok. SC Pro, nếu anh em nào làm lợi xăng nữa thì chơi SC Pro thì tuyệt vời luôn. Giá cực kỳ rẻ, tặng mọi người nhóm học online. Đi Tuấn kiếm ly cà phê uống thôi. Giá bây giờ hiện tại đang giảm giá cho anh em khá là nhiều. Giảm tới 4 triệu Việt Nam đồng SC. Và cái này anh em có thể tua đồng hồ Oleo thỏa thích. Đấy, remap mở tua thoải mái. Kết nối SC Pro 2 cực kỳ là gọn gàng. Đấy, qua Bluetooth giá cực kỳ là rẻ. Anh em nào cần thì comment. Chúng ta chỉ cần sử dụng cái điện thoại cực kỳ là đơn gọn, gọn lẹ, vừa nghe, vừa gọi, vừa lên trên mạng, vừa được kết nối và đồng thời truy cập vào tất cả những dòng xe phu xăng điện tử trên những dòng xe Honda. Đấy, tua Oleo Remap, tá lả tí tung. SC Pro 2 hiện tại đang có 5 con, anh em nào cần thì comment. Đấy, về nhà sau này chúng ta xài 1-2 năm, chúng ta lấy búa đập bỏ cũng được, bởi vì giá thành nó quá rẻ. Kiến thức của nó là vô bờ bến. Ở trong này áp sơ đồ mặt điện đều có. Tua đồng hồ Oleo cực kỳ là dễ. Có cho anh em những bo mặt chân hàn, vị trí hàn. Và chúng ta chỉ cần nhấn vào là xong. Rồi, dùng khoảng 3-4 năm. Rồi, không xài nữa. Chúng ta lấy búa đập vẫn chẳng phí. Về nhà nhanh lấy lại vốn. SC Pro thì anh em kèm theo một thùng nhất hợp số. Về nhà thay hết 50 típ nhất hợp số. Chúng ta sẽ lấy lại tiền vốn của SC2. Rồi, giá rẻ thì ở Việt Nam không có cái máy nào rẻ thứ hai cho những anh em nào đọc xóa lỗi, remap tua đồng hồ. Cực kỳ là dễ, đều có app cho anh em sử dụng. Giá thành cực kỳ là rẻ. Xài vài năm chúng ta bỏ cũng chẳng bao giờ gọi là từ phí. Công tử xe làm cái đi. Làm cái chứ có chứ. Mẹ rẻ thôi. Rồi, cài đặt luôn điện thoại đi. Ok, tí ra ngoài xe kia phóng. Rồi, anh trai này từ xa ủng hộ con SC2 luôn. Rồi, 21 Yên Bái chào 77, 77 chào Yên Bái. Chào anh Khánh Dương. Rồi, Khánh Dương ở khu vực mình có thần y làm lợi xăng nhiều thì anh em comment. Sáng ở Tiền Toán làm khoảng vài bình thôi. Mua EC chúng ta được truy cập vào trong nhóm học online. Chúng ta có thể xem lại những cái bài ở trong đấy luôn. Đấy. Và kế tiếp sẽ có những video và clip hướng dẫn cho anh em sử dụng về EC. Cực kỳ đơn giản. Đấy. Chúng ta chỉ cần lấy điện thoại quét. Chúng ta có mà đi đánh răng, rửa mặt, đi ăn sáng, bán kính cắt trong vòng khoảng 15-20 cây. Thì anh em vẫn truy cập được EC. Rồi, với cái tần sóng Bluetooth cực kỳ là mạnh. 20 chào 77, Khán An Mô Tô chào anh. Rồi thì chụp buji mô bên sườn, anh em nào cần cái gì thì cần chọt xăng.
Rồi anh em nào cần chọt xăng giá rẻ thì anh em combo, mình sẽ gửi cho anh em bộ rẻ về nhà tự nhiên anh em chọt. Rồi cực kỳ là ok. Nếu anh em nào muốn có thu nhập về cái làm bình xăng con. Rồi bộ đồ nghề không có cái gì là khó cả. Bộ đồ nghề cho vòng chúng ta ngồi vừa uống ly cà phê, chúng ta làm trong vòng khoảng 10 phút có bộ đồ nghề VIP. Tất cả đều được tinh chỉnh và đồng thời hướng dẫn cho anh em trong cái nhóm về bình xăng, tất cả những cái đường xá nó hoạt động như nào trong bình xăng con, cho mọi người thấu hiểu về nó để mọi người đạt tới cái cảnh giới cao nhất. 94 chào 77, chào anh trai. Đây ok, hy sinh một cái cốc uống bia để chúng ta để những cái bộ thần y. Rồi tất cả những cái này đều cung cấp và cung ứng cho anh em tất cả đầy đủ. Đấy, về anh em có thể xào xáo theo những cái bài học hàng đêm và diễn ra liên tục cho những anh em thần y vào trước rồi vào sau, chúng ta cùng vào một nhà để chúng ta cùng nhau về cái thần y giá rẻ và thần y combo. Anh em nào có kiến thức về thần y rồi thì anh em mua combo giá rẻ, còn anh em nào muốn chuyên sâu thì chúng ta sẽ dùng cái gói combo. Rồi cái này em remap cho. Còn mấy cục để tắt hả? Anh này ăn vào ăn chơi đồ nghề thiết bị ăn chơi khoảng 30 triệu vào trong này có gì ăn lấy bia về hết Hà Nội. Ok rồi, con rơ le đề vuông 4 chân này giá cực kỳ là rẻ, anh em nào sử dụng cho tất cả những dòng xe ga rồi xe số rơ le vuông này thì anh em comment mỗi người khoảng 10 cục vào bao. Ồ thần y này ok, vào từ trong đó vào trong này học thần y anh em thấy không. Ồ thần y này làm cái cây này bằng cái van xe luôn, chắc không, cứng không? Ui trời, đâu thần y thử cái nào chỗ ghê. À thần y mà. Thần y dưới này thần vi lấy cái ấy này thần vi bịt lại mà sao nó cứng được, cứng lắm à, cứng lắm, không bao giờ lui đúng không? Không lui nào được. Đồ thần y này ghê thật đó. Mỗi thần y có một kiểu chơi và trọt khác nhau, còn vấn đề và công thức và hướng dẫn mọi người thay thế thì trong cái group. Đồ ghê không? Đúng mà. Lấy cái nắp van nó xiết vào trong nó nữa đúng đẹp đúng không? Lấy nắp van dài ấy. Lấy cái nắp van này đấy, coi xe nhà này có nắp van này tháo ra hết đi đấy. Đây là với xe này con cái nắp van nào dài dài tháo ra hết đi. Để cái số ở đây đủ. Cái nào thì sao em? Anh em nào ok cần cái gì anh em truy cập vào ngay số điện thoại này luôn mọi người, để chiều nay em trả hàng cho mọi người, em nợ hàng mọi người nhiều quá. Thật sự toa hàng lúc nào cũng đóng kín hết. Rồi thank you những cái like chia sẻ mọi người, thả tim. Tim đâu, tim đâu, tim đâu. Rồi chị gái này lại tiếp tục lên toa, 5 chai tẩy lốc nòng, 5 chai tẩy lốc trong, 2 xe cơ bê, 4 vấu K44, 10 mũi khoan, 4 gem xăng con. 10 mũi khoan, 4 gem, 10 mũi khoan, 5 gem làm bình xăng con, cú mớ làm. Rồi, giá bao nhiêu? Rồi, cái gì đây? Một đuôi kiểm tra hệ thống LED. Đấy. Rất nhiều những phần tòa đang truy cập và gửi tới anh em. Và những bộ phim về thần y chúng ta tiếp tục trình diễn những hàng đêm cho anh em về những bình xăng con. Đó là bình xăng con, tuyệt vời anh em ạ. Đó. Chỉ cần đơn giản thế này, anh em sẽ nhận được tất cả là gì? Một bộ tài liệu combo như thế này. Đây. Và chương trình hướng dẫn được diễn ra hàng đêm sẽ ghi cho anh em những thông số để anh em bù đắp, để có một cái thông số chuẩn nhất khi chúng ta chọt ngoáy bình xăng con.
làm sao để cho nó hiệu quả và thành công nhất. Và biến sang những cái thông số có thể cấy lộn cho nhau, khi chúng ta đã hiểu và đã biết thì chúng ta có thể là sàng từ biến sang này qua biến sang kia. Rồi, thần y giá rẻ và thần y combo thì anh em liên hệ vào cái số điện thoại này để cái địa chỉ, thông tin người nhận, địa chỉ, số điện thoại. Chỉnh gió tí em trai ơi, cái bô hơi bị bể á. Rồi, anh em nào cần tài liệu thì anh em nào chưa có tài liệu thì ủng hộ tài liệu nhá. Đấy. Cái này chúng ta làm bình xăng con, những cái giòn này cho những thần y thợ trước lấy keo dán lốc máy, keo trắng thì chúng ta hãy bật ra và đồng thời thay hết cộng giòn chén xăng này cho Địch Tuấn. Trắng chưa? Mở ra nào. Được rồi. Ok không? Đỏ không? Hết giấy à? Mà sao mua đi 2,5 tải ứng dụng về đi EC2. Đó, tôi ôi ô. Điện thoại thôi. Cắm rác ca lai là xong. Không phải tháo đồng hồ à? Có chứ, phải tháo đồng hồ, tua đồng hồ, tháo đồng hồ hàn như mới kia chứ. Xe cụ đề nữa, bữa nào cụ đề hơi bị già rồi em ơi, motor đề ấy. Cái đó bữa nào motor đề hư phải thay motor đề nữa. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip vào buổi trưa. Rồi, cảm ơn tất cả anh em, chúc mọi người buổi trưa ăn cơm ngon miệng. Mọi thông tin thắc mắc thì anh em cứ truy cập 0909 7 55 93. Rồi, video đến đây xin phép tạm dừng. Cảm ơn tất cả quý anh em đồng hành và thợ máy luôn luôn theo dõi và ủng hộ mình. Bây giờ mình phải xếp toa đây để cho nó kịp, để cho những anh em thần y nhận được, để chúng ta có cái đồ sớm nhất, để chúng ta về nhà chúng ta hái ra tiền. Tuyệt vời nha anh em. Tất cả những bình xăng của Exide, của IA, của Honda, nói chung là anh em cứ khó cứ inbox mình nếu trong nhóm group không hiểu. Và ít bữa nữa mình sẽ biên tập cho anh em ra một cái thông số chuẩn, không cần chỉnh. Đó. Ít bữa nữa sẽ biên tập cho anh em một cái thông số chuẩn, không cần chỉnh. Em mới chuyển khoản anh à? Em gái ơi, em mới chuyển khoản à? Anh mới nhận được rồi. Ok em. Ê, lấy cái tem dán vào đi dấu. Đây, lấy cái này dán lại. Rồi, dán con tem vào. Hả? Đi tháng mấy được rồi. Rồi, video xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị.